Thì cái thuốc để pha thì chúng ta dùng cái thuốc diệt ốc bươu vàng, os bươu vàng 80 VLB. À đây, thì tầm một cái mở ở đây mình có hai cái thùng. Cái thùng này thì nó to hơn là cái thùng xe rùa chút xíu, nhưng mà liều lượng thuốc cũng dùng giống nhau. Ở đây là cái thùng xe rùa màu xanh, thì hai gói ốc bươu vàng và hai gói regen, rồi đổ vào. Đầu tiên ta cho nước vào, sau đó là cho thuốc vào khuấy đều, rồi mới cho bông thanh long vào để cho thuốc nó ngấm đều vào bông thanh long. Đây là cái mùi của nó rất là thơm, nó thơm hơn mùi măng đấy. Và thêm một cái loại thuốc nữa, thực ra là cái này theo mình thì không có cần đâu, hai loại thuốc kia là đủ rồi. Đây là cái loại dạng thuốc người ta sản xuất cho dạng viên để mà mình có thể rải dưới góc dọn dụng, không cần phải thêm bả mồi hết. À, thì theo mình thì không cần, nhưng mà mama của mình nó là muốn yêu thương mấy con ốc quá, cho nên thêm thôi, kêu con tôi thêm cái này cho nó. Chứ mình thấy hai loại kia là đủ chết nó rồi. À đây, mình rải đều lên đây. À, sau đó thì chúng ta mang ủng này để và dặm đạp mấy cái bông xuống cho nó ngấm nước vào. À, chút xíu nữa là nó ngấm, tất cả cái bông nó sẽ ngấm nước vào và nó chìm xuống. Đấy. Rồi chúng ta lại tiếp tục cho bông thanh long vào, lại tiếp tục làm như vậy cho tới khi nó hút. À, bông thanh long nó hút gần hết nước, thấy chưa, nó hút nước hết gần hết luôn. À, bây giờ chỉ là đem ra góc rải thôi.